Em xin chào tất cả các bác nhé. Ngày hôm nay thì có một bác khách hàng của bên em, bác ấy đặt liền lúc hai chiếc lọc xì DBX 2231. Sản phẩm này thì em đã bán rất là nhiều rồi và bác đặt một chiếc để bác sử dụng gia đình và một chiếc thì bác đặt cho một người gần nhà em nhé. Một bác gần nhà đây thì đặt hai chiếc liền. Em sẽ bóc hộp hết ra và sẽ test hai cái sản phẩm này và gửi đi cho bác khách. Tất cả sản phẩm anh em có thể thấy này, hàng đều là hàng bóc hộp, thuốc bọc bảo vệ rất là cẩn thận luôn. Thằng này thì quá ok. Về bản chất chiếc lọc xì này nó rất là hay, anh em rất là dễ dàng tinh chỉnh đó. Tăng bát của nhạc đây, anh em có thể thấy một chiếc lò xì quá đẹp đúng không ạ? Rất là đẹp. Đấy, hàng này thì nó là hàng bản limited anh em nhé. Chính vì vậy nó có một cái giá khá là ok cho tất cả các bác. Hàng này thì em bán rất là nhiều rồi. Ok chưa? Bán rất là nhiều. Size 3U. Tất cả đây nó có tới là 30 31 cần equalizer ở mỗi kênh, hai kênh cộng vào nó sẽ là 62 cần equalizer. Đấy, ok chưa? Rất là đẹp đúng không ạ? Hàng này thì quá chất rồi. Đấy, bây giờ em sẽ cho lên test cái sản phẩm này anh em nhé. Hai chiếc liền nút này. Đây là chiếc thứ hai này, thơm phức luôn, nguyên thùng hộp, tách cũng rất đầy đủ. Ok chưa? Hàng quá đẹp. Sản phẩm lọc xì DBX 2231 này anh em có thể ghép cho âm ni này, ghép cho đẩy cho vang này. Đấy, chúng ta ghép kèm vào thì nó rất là dễ dàng tinh chỉnh nha, nó sẽ tăng cái tiếng bass, tiếng check của nhạc lên rất là nhiều. Đấy, tăng lời ca, tiếng mic của chúng ta lên rất là hay, hát nhẹ. Ok chưa? Và bây giờ đi vào test cái sản phẩm này. Đây em sẽ trồng lên và sẽ cắm kết vào nhé. Ok chưa ạ? Sẽ cho lại gần một chút đây. Với mẫu lọc xì DBX 2231 này bên em thì sẽ bảo hành cho các bác lên tới sẽ bảo hành lên tới là 1 năm nhé. Ok. Đợi một chút, đã có điện, ok chưa? Khi cắm điện vào thì nhạc em đang cắm ở chiếc lọc xì ở bên dưới này thì tín hiệu nhạc vào đã có rồi. Bây giờ em sẽ bật đẩy lên này và sẽ test. Đó, sẽ test cho các bác cùng nghe nhé. Mức cân bằng. Đó, đây đang để là mức cân bằng đây. Giờ sẽ tăng bass lên này. Tăng từ đâu khác biệt từ đấy, tăng check này. Mất chung, giảm check, mất check, ok chưa ạ? Rất là nhạy đúng không ạ? Tăng bass lên này.
ok ạ, à, tăng trung rồi, tăng check rồi. Test rất là nhanh. Đó, bóc hộp ra test rất là nhanh các bạn. Bây giờ em sẽ chuyển lên chiếc lọc xì thứ hai. Benama đang bán với giá là 2.150.000 đồng, bao ship và tặng giấy lắc đầy đủ cho tất cả các bác. Anh em quan tâm đến mẫu lọc xì hay như thế này có thể liên hệ trực tiếp với bên em nhé. Một cái video bóc hộp và các lọc xì DBX 231 gửi đi cho khách. Video này em xin dừng tại đây. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.